lăng ngôn nhìn thoáng qua lăng viên không dám nhiều lời ngồi xuống ghế nhưng hai tay siết chặt lại lúc này lăng mạc mở miệng nói lời nói đùa của tiểu nhi không thể xem là thật lăng mạc vừa nói ra lời này các trưởng lão đang ngồi cũng không ai lên tiếng nữa tam trưởng lão liếc mắt nhìn lăng thương lại hít mắt yên lặng lăng tiếu đột nhiên ha ha phá lên cười ha ha thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ lầu các lăng uy hử lạnh nói không được ồn ào trong nghị sự điện lăng tiếu thu liễm dáng cười nhìn lăng uy quát nghe nói tứ trưởng lão vốn là vị trưởng lão công chính nghiêm minh nhất trong gia tộc hiện giờ cũng không gì hơn cái này vừa rồi ta hỏi ngũ trưởng lão nếu như có người nhục mạ lăng duệ là tạp chủng chính là đối với ngũ trưởng lão bất kính hắn liền muốn giết cả nhà của người ta mà bây giờ lăng duệ nhục mạ ta là tạp chủng chẳng lẽ không tính là bất kính đối với tộc trưởng sao tứ trưởng lão vừa rồi nói tội này nên phế bỏ huyền lực trục xuất gia tộc nhưng chỉ bằng vào một câu của nhị trưởng lão lời nói đùa của nhi đồng không thể xem là thật thì không dám định tội hắn sao nếu lăng duệ chỉ là một đứa con nít ba tuổi lăng tiếu này đương nhiên không thèm chấp nhặt với hắn nhưng hắn đã cử hành lễ thành nhân đã là người trưởng thành nhất định phải phụ trách lời nói của mình chẳng lẽ nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão không thèm để ý tới uy nghiêm của tộc trưởng hay sao những câu nói của lăng tiếu vang vang mạnh mẽ từng câu xuyên sâu lòng người mỗi câu đánh tình tâm trạng uyển như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim các vị trưởng lão nói đúng theo đạo lý phế bỏ huyền lực trục xuất gia tộc tam trưởng lão lăng viên mở to mắt nhìn lăng tiếu trong mắt mang theo ý cười tán thành nói nhưng dáng cười của hắn có vẻ còn khó coi hơn khóc thịt béo thật quá nhiều đúng vậy theo lý nên nghiêm trị lăng duệ người thứ hai mở miệng chính là lục trưởng lão tiếp theo thất trưởng lão cùng cửu trưởng lão cũng bắt đầu phụ hỏa chỉ riêng bát trưởng lão đưa mắt nhìn qua nhị trưởng lão không mở miệng tứ trưởng lão lăng uy ngũ trưởng lão lăng ngôn đều nhìn chằm chằm lăng tiếu Lăng uy mang bộ dạng suy nghĩ sâu xa tựa hồ muốn nhìn thấu lăng tiếu lăng ngôn thì nghiến răng nghiến lợi bộ dạng thù sâu như biển nhị trưởng lão liếc mắt nhìn lăng tiếu ngón tay tiếp tục gõ lên ghế dựa không tiếp tục mở lời lăng thương ngồi phía trên cho tới bây giờ chưa từng mở miệng gương mặt trầm tĩnh giống như đang ngủ không để ý tới chuyện bên ngoài thật lâu sau Tứ trưởng lão thở nhẹ một hơi nói, căn cứ hình phạt thứ 19 của gia quy. Lăng Duệ bất kính đối với tộc trưởng. Phế đi huyền lực, trục xuất gia tộc, Tứ trưởng lão vừa nói ra lời này. Ngũ trưởng lão nuốt xuống một bụng cơn tức. Tiếp theo đứng lên hướng Lăng Thương khom người nói, tộc trưởng. Lăng ngôn dạy cháu không đúng. Thỉnh tộc trưởng phá lệ khai ân, xử lý nhẹ tội, Lăng Thương đột nhiên mở mắt rốt cục mở miệng nói chuyện. Thản nhiên nói, niệm tình lăng duệ thơ dại. Đặc chuẩn miễn phế bỏ huyền lực cùng trục xuất gia tộc. Nhưng phải phạt hắn đến sau nối diện bích nửa năm, ngũ trưởng lão vui vẻ cảm tạ. Tốt lắm! Hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão mục đích là thương nghị việc lăng tiếu quay về nội viện. Thỉnh các vị trưởng lão phát biểu ý kiến, lăng thương thừa cơ nói. Lăng thương vừa nói, tam trưởng lão lăng viên lập tức phụ họa, ta tán thành tiếp theo nhị trưởng lão lăng mạc cũng mở miệng ta không ý kiến ngay sau đó các trưởng lão đều đồng ý không có người nào phản đối cả ngũ trưởng lão cũng không dám làm trái lại trong lúc này vốn hôm nay hắn định làm khó dễ lăng tiếu không ngờ bị lăng tiếu đánh đòn phủ đầu đem hắn đánh ngược thiếu chút nữa làm cho hắn không thể xuống đài khoản nợ này hắn sẽ nhớ kỹ tốt lắm việc này cứ quyết định như vậy sau này lăng tiếu có thể tùy ý ra vào nội viện. Cho phép lật xem huyền kỹ trên lầu 2 trong duyệt tàng kỹ. Có thể lĩnh một món binh khí nhất giai. Cho phép tham gia cuộc chắc thí của gia tộc một tháng sau. Nghị sự hôm nay tới đây. Tất cả giải tán đi, lăng thương tuyên bố xong. Lại xua tay tan họp. Tiếp theo lại nói, lăng tiếu lưu lại, lăng tiếu đang định xoay người nghe vậy liền dừng lại đợi sau khi các trưởng lão đã rời đi lăng thương nhẹ nhàng vung tay cửa phòng liền đóng lại lăng tiếu cực kỳ hâm mộ với chiêu thức ấy của lăng thương làm vậy ít nhất phải đạt tới cảnh giới huyền lực ngoại phóng mới có thể làm được hơn nữa nếu như có thể khống chế tùy tâm sở dục chỉ sợ phải linh sư giai mới làm được đi lăng thương ngồi xuống nhìn lăng tiếu hỏi nhi đồng cháu thật giận ra ra sao giờ phút này lăng thương không còn chút vẻ uy nghiêm của thượng vị giả. Chỉ có bình tĩnh tường hòa của một vị gia gia. Lăng tiếu chẳng hiểu tại sao trong lòng cảm thấy chua xót. Khẽ đáp, lúc ban đầu có hận. Cháu hận gia gia vì sao lại nhẫn tâm như vậy. Đem gia đình cháu không để ý tới. Cháu hận gia gia vì sao suốt hai năm qua không tới thăm tiếu nhi một lần. Cháu hận cháu vì sao không sinh ra trong một gia đình bình thường như vậy cháu có thể cùng ra ra chơi đùa cho tới khi mình đã lớn, nói tới đây. Lăng thương khẽ thở dài một hơi, quay mặt sang nơi khác không cho lão lệ chảy ra khỏi vành mắt. Sau đó lăng tiếu lại nói, nhưng hôm nay sau khi cháu gặp Gia Gia. Cháu không còn hận, Gia Gia thân là tộc trưởng. Đương nhiên, phải lấy lợi ích của gia tộc đi trước. Lăng Gia là đại gia tộc của Vẫn Thạch Thành. Những thế gia khác như hổ rình mồi muốn chiếm đoạt lăng gia. Gia gia phải nhìn toàn bộ thế cục. Nhất định phải quên gia đình riêng. Huống chi bây giờ nội yêu trong tộc chưa giải quyết. Gia gia làm sao có thời gian đi chiếu cố gia đình cháu đây. Cho nên Tiếu Nhi cũng không còn hận gia gia. Lăng thương nhìn lăng tiếu đang chậm rãi nói. Nước mắt chợt dâng lên. Cũng may hắn nhẫn nhịn xuống không cho chảy ra. Lăng thương đi tới bên cạnh lăng tiếu. Nặng nề vỗ vỗ lên vai hắn. Lăng Thương này có được đứa cháu hiểu biết như cháu thật sự trong lòng cảm thấy trấn an. Gia gia nói quá lời, nhưng cháu cũng hy vọng gia gia cố gắng rút một ít thời gian đi thăm cha cùng mẫu thân của cháu. Mấy năm nay họ thật sự không vui chút nào, Lăng Tiếu nhẹ giọng nói. Lăng Thương gật đầu nói, mấy năm nay khổ cho gia đình của cháu. Hy vọng Chiến Nhi cùng Tích Vân đừng trách lão nhân như ta mới tốt kỳ thật ra ra làm sao không muốn dỡ xuống gánh nặng tộc trưởng này. Hưởng thụ tuổi già cùng con cháu đâu, lăng tiếu chợt nói, đừng. Cháu còn muốn có một vị gia gia làm tộc trưởng đâu. Thật phong quang a hát, tiểu tử, nói đi, muốn bồi thường cái gì, lăng thương ra vẻ tức giận nói. Cái gì, bồi thường cái gì, lăng tiếu có chút khó hiểu hỏi. Bồi thường hai năm qua đã vắng vẻ cháu. Chỉ cần ra ra làm được sẽ tận lực thỏa mãn." Lăng Thương chắp tay sau lưng thản nhiên nói. "Vậy sao? Vậy để cháu suy nghĩ." Lăng Tiếu vui vẻ, sau đó vuốt vuốt mũi suy tư một chút nói, "Tùy tiện cấp vài vạn kim tệ dùng dùng. Lại cho thêm mười mấy ô sâm vương nhị giai, càng lâu năm càng tốt. Mấy vạn kim tệ, cháu cho là ra ra mở tiền trang sao?" Lăng Thương chán nản nói. Sau đó hắn lại hỏi cháu cần ô xâm vương nhị giai làm chi bằng lực lượng võ đồ cửu cấp của cháu căn bản không thể hoàn toàn hấp thu dược tính của ô xâm vương chỉ làm lãng phí tài nguyên lăng tiếu nói cháu muốn dùng nó đột phá võ đồ thành tựu huyền giả tiếu nhi ý tưởng này của cháu không sự thật tuy rằng ô xâm vương có thể tăng cường huyền lực nhưng chỉ là ngoại lực căn bản không khả năng giúp cháu đột phá giai vị nếu cháu muốn đột phá chẳng thà lấy một viên tăng huyền đan nhị giai nhưng dùng đan dược đột phá giai vị huyền giả căn cơ không vững đối với ngày sau phát triển cực kỳ bất lợi cho nên cháu tuyển vật khác đi lăng thương phân tích rõ ràng lăng tiếu đương nhiên hiểu được ý tứ của lăng thương nhưng hắn vẫn muốn chọn ô xâm vương bởi vì tác dụng chủ yếu của nó là khơi thông kinh mạch đồng thời tăng cường huyền lực làm hắn có thể phá tan đạo kinh mạch cuối cùng thành tựu thân thể võ giả chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp tục tu luyện bằng không cả đời phải dừng tại cảnh giới võ đồ cửu cấp vì vậy lăng tiếu lại đem chuyện tiên mộng bịa đặt với lăng chiến nhắc lại một lần cho lăng thương nghe qua cuối cùng cũng đem tình huống bản thân nói với lăng thương thêm một lần lăng thương mang theo thần sắc khiếp sợ nhìn lăng tiếu hỏi cháu cháu nói là thật sao lăng tiếu gật gật đầu khẳng định nói tuyệt đối là sự thật bằng không cháu làm sao có thể trùng tu huyền lực năm đó thái thượng trưởng lão đã nhận định trừ phi có đan dược nghịch thiên ngũ giai bằng không cháu không có biện pháp trùng tu huyền lực lăng thương suy tư một chút tiếp theo nghiêm túc nói chuyện này ngoại trừ cháu còn có ai biết còn có phụ thân lăng tiếu đáp ân nhi đồng sau này bất kể là ai cũng không nên đem việc này nói ra dù là người thân nhất biết không lăng thương nghiêm túc dặn dò lăng tiếu gật mạnh đầu tiếp theo lăng thương nở nụ cười nói thật sự là trời cũng giúp lăng ra chúng ta lại làm cho tiếu nhi có được cơ duyên này đúng rồi phụ thân cháu cũng có thể đả thông kinh mạch như cháu sao đương nhiên qua không bao lâu nữa phụ thân tuyệt đối có thể trở thành huyền giả lần nữa Lăng Tiếu tự tin nói. Tốt, tốt, ta có hai gốc ô awesome sâm vương ngàn năm. Đi lấy cho cháu, Lăng Thương liên tục nói. Gương mặt hiện lên dáng tươi cười. Giống như trẻ hơn mười mấy tuổi. Chuyện Lăng Tiếu quay về nội viện nhất lên một mảnh sóng lớn trong Lăng Gia, một đời thiên tài vẫn thạch. Thành từ hai năm trước bị nhận định không thể tiếp tục tu luyện. Đã bị mọi người châm chọc mỉa mai. Hiện giờ lần thứ hai niết bàn sống lại. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi quật khởi. Trước tiên giáo huấn lý gia lý quang ngâm, tiếp đó dùng một chiêu kiếm uy lực đánh bại La Gia La khinh xương tại vị hương cư. Lăng Tiếu lại thêm một lần chứng minh thiên phú của hắn tuyệt đối không chỉ là hư danh. Ngay trong lúc Lăng gia nghị luận sôi nổi về chuyện Lăng Tiếu trở về nội viện. Lăng Tiếu lấy được hai gốc ô sâm vương ngàn năm từ tay Lăng Thương chuẩn bị đột phá kinh mạch thứ 12. Thành tựu huyền giả, ô sâm vương bình thường chỉ thuộc về linh thảo đề cấp nhị giai. Ngoại trừ có công hiệu mở rộng kinh mạch còn có thể gia tăng huyền lực kéo dài tuổi thọ. Ô sâm vương này đã hơn ngàn năm. Tốt hơn ô sâm vương bình thường rất nhiều. Dược lực càng mạnh, cho nên được thế nhân xưng tụng là linh thảo trung cấp nhị giai. Giá trị hơn vạn kim tệ. Trong vẫn thạch thành dù có tiền cũng không mua được. Lăng thương cũng chỉ ngẫu nhiên có được trong một lần đi vào hoang tùng sơn mạch mà thôi. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Tối nay là lúc lăng tiếu trùng kích kinh mạch. Dùng qua bữa tối. Lăng tiếp sớm quay về phòng. Bắt đầu đả tọa. Đem tinh. Thần. Khí điều tới trạng thái tốt nhất. Đó chính là lúc có thể trùng quan. Hai canh giờ sau lăng tiếu lấy ra năm mảnh ô sâm vương ngàn năm đã chuẩn bị sẵn. Đúng như lời của Lăng Thương, hiện tại Lăng Tiếu còn chưa phải là huyền giả, còn chưa thể hấp thu trọn vẹn dược tính của cả gốc ô sâm vương ngàn năm. Nếu hắn vội vã dùng hết sẽ làm lãng phí dược tính. Cho nên hắn không lỗ mãng dùng hết một lần mà đem một gốc cắt phân nửa. Sau đó chia thành 5 phần từ từ dùng, chuẩn bị khi cần đến, đập vào kinh mạch cuối cùng, đồng thời vừa muốn đột phá võ đồ trở thành huyền giả. Điều này cần năng lượng không ít. Hơn nữa không nhất định một lần duy nhất thành công. Lăng tiếu đã sớm chuẩn bị sẵn. Hắn nắm chắc tối nay nhất định hoàn thành. Lăng tiếu đem một mảnh ô xâm vương bỏ vào trong miệng. Trong cơ thể thật nhanh vận chuyển tam phân quy nguyên khí. 11 đạo nhiệt khí từ huyệt dũng tuyển mãnh liệt tràn lên. Cuối cùng hội tụ chung một chỗ. Hướng kinh mạch thứ 12 trùng kích vào đồng thời ô xâm vương lúc này cũng phát huy dược liệu. Một cỗ năng lượng kéo dài không dứt tràn tới. Cùng 11 đạo nhiệt khí tan ra cùng một chỗ. Biến thành đoàn năng lượng thật lớn. Một đường làm kinh mạch chướng căng lên gấp hai lần. Cuối cùng đập vào kinh mạch bị tắt nghẽn đã lâu. Oanh long. A lăng tiếu kêu thảm một tiếng. Mồ hôi rơi như mưa. Gân xanh bạo lộ. Huyết quang dỉ ra. Bộ dáng thập phần dữ tợn lần đầu tiên thất bại lăng tiếu không hề bỏ qua hắn cắn chặt răng tiếp tục vận chuyển huyền lực trong cơ thể dược tính ô xâm vương càng phát ra thêm nồng đậm một đoàn năng lượng lớn hơn lúc nãy lại ngưng kết một lần nữa xông thẳng tới kinh mạch bị tắt nghẽn oanh long a à hát oanh long a à hát lăng tiếu cũng không biết mình đã trùng kích bao nhiêu lần nhưng kinh mạch vẫn không bị phá tan toàn thân hắn đẫm mồ hôi lỗ chân lông phiếm ra không ít tơ máu nhìn qua thật giống huyết nhân có vẻ cực kỳ đáng sợ mẹ nó năng lượng vẫn không đủ lăng tiếu mắng khẽ một câu lại đả tọa vận chuyển tam phân quy nguyên khí hòa dịu nỗi thống khổ vừa rồi lại thêm nửa canh giờ trôi qua thân thể lăng tiếu khôi phục lại bình thường hắn mở mắt trong con ngươi lộ ra thần thái vô cùng tự tin lại đến tối nay không thành công thì chết thôi lăng tiếu khẽ quát một tiếng cầm hai mảnh ô xâm vương ném vào trong miệng tiếp tục trùng kích kinh mạch không biết đập vào bao nhiêu lần khi phiến ô xâm vương thứ hai sắp hết dược tính thì kinh mạch bị phế bỏ rốt cục xuất hiện khe hở trong lòng lăng tiếu vui vẻ không quản toàn thân đau đớn đem ba phiến ô xâm vương cuối cùng ném vào miệng đoàn năng lượng thật lớn giống như quả cầu lửa lăn nhanh hướng mục tiêu phóng đi ca sát, rốt cục quả cầu lửa năng lượng như phá tan tắt nghẽn. Hướng toàn thân ngũ tạng lục phủ tràn tới. Thân thể lăng tiếu tràn ngập sảng khoái. Giống như mùa hè trói trang ngâm trong nước mát. Lại giống như mùa đông ngâm trong ôn tuyền, Khiến tâm tình chấn động. Thanh lương tươi mát. Ngay khi hắn muốn lớn tiếng hoan hô. Huyền lực lưu động trong 12 kinh mạch chậm rãi hội tụ vào vị trí đan điền. Lăng tiếu nhanh chóng thu liễm tâm thần vận chuyển tam phân quy nguyên khí giờ phút này chính là hiện tượng thành tựu huyền giả huyền lực đang hội tụ về đan điền bất kỳ một gã võ đồ nào cũng có thể thông qua tu luyện làm thân thể gia tăng lực lượng nhưng mặc kệ lực lượng tăng cường như thế nào cuối cùng nếu không thể làm lực lượng hội tụ tại đan điền vĩnh viễn không thể xưng là huyền giả chỉ khi nào mười hai đạo kinh mạch trong cơ thể tràn đầy huyền lực sau đó dẫn đường tới đan điền làm đan điền trở thành đại bản doanh sau này của huyền lực như vậy mới xem như trở thành huyền giả sau đó chờ đợi huyền lực đã đủ cường đại có thể phóng ra ngoài trở thành một huyền sĩ làm người tôn sùng nửa đêm về sáng lặng yên vượt qua khi lăng tiếu mở mắt hai đạo tinh mang sắc bén như lưỡi đao làm người không dám nhìn thẳng bắn ra trên mặt dần dần hóa thành dáng tươi cười vui sướng ha ha lão tử cuối cùng thành công lăng tiếu cười lớn bay ra ngoài ở giữa không trung xoay chuyển một vòng cuối cùng thật chuẩn xác nhảy vào trong thùng gỗ chứa đầy nước phốc nước trong thùng vẩy ra tứ tán nhất thời một cỗ hôi thối sông lên tận trời chuyện chuyện gì vậy ai đang đi đại tiện lại bốc mùi tới tận phòng của ta đây lăng tiếu khịt khịt mũi nói ngay sau đó ánh mắt hắn nhìn vào thùng gỗ thấy nước trong thùng biến thành màu đen. Còn bốc lên mùi hôi thối. Ta kháo. Nguyên lai là như vậy, lăng tiếu hoàn toàn hiểu ra. Đêm qua hắn trùng kích kinh mạch. Dẫn đường huyền lực ngưng tụ trong đan điền. Thành tựu huyền giả. Khiến thân thể biến hóa. Đem tạp chất dơ bẩn trong nội thể bài xuất ra ngoài. Mùi hôi thối là tạp chất dơ bản xuất ra mang tới. Thiếu ra. Có chuyện gì cần giúp không? bên ngoài cửa truyền vào thanh âm thăm hỏi ân cần của Bạch Vũ Tích. Lăng Tiếu biết mỗi buổi sáng Bạch Vũ Tích đều đúng giờ đến thăm trường hắn. Liền nói, Vũ Tích, phiền cô giúp tôi bưng hai thùng nước vào đây. Dạ, thiếu ra, Bạch Vũ Tích khẽ đáp. Liền đi ra múc nước. Rửa sạch thân thể trải đầu. Lăng Tiếu mặc một chiếc áo bó sát đem cơ ngực hiển lộ lên. Phủ thêm một áo đen trên vai toàn thân có vẻ tinh thần rạng rỡ khí vũ hiên ngang bạch vũ tích nhìn thấy không khỏi có chút ngây người nàng chợt phát hiện thiếu gia giống như trở nên càng mê người hơn nữa càng thêm cao lớn cường tráng nghĩ tới đây bạch vũ tích chợt đỏ mặt lang tiếu nhìn thấy nghĩ nàng có gì không thoải mái vì thế sờ sờ chán nàng trầm ngâm nói vũ tích cô không có sốt nhà vì sao mặt đỏ như vậy có phải có chỗ nào không thoải mái hay không bạch vũ tích ngẩn người chợt bỏ chạy ra ngoài ai ngờ ngoài phòng vừa lúc có người đi tới ôi thật thật xin lỗi bạch vũ tích vội vàng xin lỗi tiếp theo nàng ngẩng đầu nhìn lên lại kinh ngạc nói tại sao là cô người tới chính là la khinh sương nàng vẫn mặc một thân y phục hỏa hồng sắc diễm lệ gương mặt lãnh diễm xinh đẹp rực rỡ dạng ngời, phong thái hiển lộ. Nàng sầm mặt nhìn Bạch Vũ tích hỏi, cô, cô từ trong phòng hắn đi ra, lời này có chút hương vị như lừa mình dối người. Đây không phải nhìn thấy rõ ràng rồi hay sao? Bạch Vũ tích kinh ngạc với sự xuất hiện của La khinh Sương. Ở tại tử lâu nàng làm lăng tiếu bị thương. Vì vậy Bạch Vũ Tích không có hảo cảm với nàng. Lúc này không khách khí nói, tôi đương nhiên là trong phòng thiếu gia đi ra lời này nàng nói chính là sự thật nhưng không có ý tứ gì mờ ám nhưng nghe vào trong tai la khinh sương thì lại có ý nghĩa khác làm nàng tức giận muốn xoay người bỏ đi lúc này mộng tích vân từ phía sau đi tới cười nói vị tiểu thư này cô nhìn thấy tiếu nhi nhà tôi rồi chưa tiếp theo bà lại nhìn bạch vũ tích nói vũ tích tiếu nhi còn chưa thức dậy sao hai nàng còn chưa đáp lời Lăng Tiếu đã từ trong phòng cười dài đi ra. Mẹ! Con đã thức dậy từ sớm, Lăng Tiếu vừa đáp liền nhìn thấy La Kinh Sương. Ngẩn người, Tiểu A đầu mập. Cô đến báo thù sao? Ngươi! Ngươi vô lại! Ai muốn đến báo thù? La Kinh Sương vừa nghe câu, Tiểu A đầu mập, nhất thời mặt đỏ tai hồng. Dậm chân quay mặt sang nơi khác. Bộ dáng kiểu diễm ướt át. Trông cực kỳ đẹp mắt. Tiếu nhi! vị tiểu thư này là? Sao không giới thiệu với mẹ một chút? Mộng tích vân mỉm cười hỏi lăng tiếu. Trong lòng đã nhận định nữ hài tử kia là con dâu mà con bà tìm đến. Lăng tiếu đi tới nói, mẹ. Mẹ muốn biết thì hỏi nàng thôi. Con không quá quen thuộc với nàng. Người hỗn đản, la khinh xương chán nản quát. Hôm nay nàng đến nhà muốn xin lỗi. Lại bị người này trêu chọc làm tức giận. Nếu không có mộng tích vân đứng nơi đây chỉ sợ đã đánh hắn mộng tích vân trừng mắt liếc lăng tiếu đang định nói chuyện với la khinh sương chợt kêu lên tiếu nhi con con trở thành huyền giả sao lời này của mộng tích vân làm la khinh sương đưa mắt nhìn qua lăng tiếu lăng tiếu đắc ý ha ha cười ha ha tối hôm qua không cẩn thận đột phá mẹ tiếu nhi đã không còn là phế vật mộng tích vân đến gần lăng tiếu sờ sờ mặt hắn kích động khóc tốt 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 nhi tử thiên tài nhà ta đã quay trở lại để ăn mừng lăng tiếu lại trở thành huyền giả lần nữa mộng tích vân cùng bạch vũ tích nấu nướng một bàn món ăn ngon chuẩn bị thường cho hắn lăng tiếu cùng la khinh sương ngồi trong ghế đá tại đình viện lăng tiếu đánh giá trang phục rạng rỡ xinh đẹp của la khinh sương trong lòng rung động không khỏi cười nói tiểu a đầu mập chẳng lẽ cô xem chúng tôi không gả cho tôi không được, kiếp trước tuy Lăng Tiếu còn thân xử nam, nhưng tính tình lãng tử khiến vô số mỹ nữ vây quanh, đời này cũng mang theo tính cách phóng đãng không hề lãng quên. La Khinh Xương hứ một tiếng, nói, "Da mặt của ngươi thật dày, nghe nói ngươi bị thương nên ta hảo tâm tới thăm ngươi một chút mà thôi." Sắc mặt La Khinh Xương đỏ hồng, có chút lời không đúng tâm nói từ sau khi nàng bị lăng tiếu đánh bại y phục bị xé rách vài nơi thân thể lại không hề bị thương có thể thấy được lăng tiếu cũng không có sát ý với nàng bằng không nàng cũng không được an toàn như thế trải qua lần trước thất bại trong nội tâm nàng lại có thêm một ảnh tử tối hôm qua cha của nàng nói chuyện với nàng trong giọng nói mơ hồ lộ ra ý tứ cho nàng gần gũi với lăng tiếu la khinh sương vui vẻ nàng đang lo lắng không tìm được cơ hội đi gặp lăng tiếu quang minh chính đại vì vậy từ sáng sớm nàng đã viện cớ đi gặp lăng tiếu xin lỗi thuận tiện thăm hỏi vết thương của hắn đã lành lại hay chưa nhưng khi nàng nhìn thấy bạch vũ tích từ trong phòng lăng tiếu chạy ra trong lòng cảm thấy ê ẩm giống như đồ vật mình yêu thích bị người cướp đi nhưng khi nàng phát hiện thương thế của lăng tiếu chẳng những đã lành còn trở thành huyên giả trong lòng thật sự kinh ngạc hình như mấy ngày trước hắn còn là võ đồ bát cấp mà thôi như vậy thăng cấp thật sự là quá nhanh nhớ rõ nàng từ võ đồ bát cấp thăng lên huyền giả cũng cầm tới một năm rưỡi thời gian nhưng vừa nghĩ tới lăng tiếu ngày trước đã là huyền sĩ hiện giờ hắn trở thành huyền giả cũng không còn quá mức kinh ngạc lăng tiếu bĩu môi khều nhẹ nói ta bị thương chẳng phải tại cô sao Việc này cô nên phụ trách a hát. Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta, là khinh xương ủy khuất nói. Vốn nàng còn muốn giải thích với tên hỗn đản này. Ai biết hắn không có chút phong phạm nam nhân. Còn tính toán nhỏ nhặt. Trong lòng không khỏi tức giận. Đồng thời cũng mang theo chút cảm giác yêu thích. Nói cũng không thể nói như vậy. Đầu tiên nếu không phải do cô ra tay với tôi trong tử lâu. Tôi cũng sẽ không bị phản phệ cũng sẽ không bị thương tên vương bát đản đánh lén tôi đã sớm đi gặp diêm vương tôi làm sao có thể bị thương nữa lăng tiếu tức giận nói nghĩ tới hôm đó nữ nhân này đột nhiên bão nổi không có lý do gì thật sự muốn đem nàng đè xuống đánh vào mông trừng phạt la khinh sương tức giận nói hừ ai kêu con người ngươi đáng ghét như vậy tôi đáng ghét tôi làm sao đáng ghét thứ nhất tôi không có dình xem cô tắm rửa Thứ hai không có sở qua bộ ngực của cô. Thứ ba, lăng tiếu thao thao bất tuyệt phản bác. Hắn còn chưa nói xong. Sắc mặt la khinh sương đã tối sầm. Rút mạnh nhuyễn kiếm bên hông. Uy, có chuyện từ từ nói. Vì sao phải động đau động thương đâu? Thật là tổn hại phong độ của nữ hài tử. Lăng tiếu bật lui ra sau xua tay sợ hãi nói. La khinh sương chừng mắt liếc hắn. Đột nhiên bật cười khuôn mặt vô cùng kiều diễm. Làm người ta không nhịn được phải tán thưởng mỹ nhân bại hoài. Vậy không phải tốt sao? Cô hẳn nên cười nhiều một chút mới đẹp, lăng tiếu không chút keo kiệt khen ngợi. Ai cần ngươi lo, la khinh xương tức giận nói một câu. Tiếp theo dùng thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu nói, thật xin lỗi. Dí, cô nói gì, lăng tiếu đột phá tới huyền giả toàn bộ cảm ứng đều tăng lên tự nhiên nghe được lời xin lỗi của la khinh sương nhưng hắn lại giả vờ không nghe thấy đùa giỡn nha đầu kia la khinh sương đỏ mặt nhìn lăng tiếu quát to một tiếng thật xin lỗi sau đó nàng quay lưng bỏ chạy lăng tiếu sờ sờ lỗ tai nhìn la khinh sương chạy xa lẩm bẩm tiểu a đầu này cũng không tệ lắm nếu có thể thu làm nha hoàn bên người như vũ tích thật tốt lời này nếu để cho những thiếu gia công tử trong vẫn thạch thành nghe được chỉ sợ phải dùng thái đao chém chết hắn mỹ nhân như thế ai không muốn tranh đoạt cưới làm lão bà người này lại chỉ muốn an bài thân phận nha hoàn cho người ta thật sự là người si nói mộng tới lúc dùng cơm lang chiến biết nhi tử đã trở thành huyền giả vừa thấy cao hứng đồng thời tự mắng tốc độ tu luyện của mình quá chậm hơn nửa tháng chỉ mới phá tan được một kinh mạch cách thời gian phá kinh mạch thứ hai còn không? Ngắn, so sánh với nhi tử đúng là một trời một vực. Lăng tiếu tựa hồ nhìn ra được phụ thân chán nản. Dùng bữa xong theo phụ thân đi tới thư phòng. Đem một gốc ô sâm vương ngàn năm đặt tới trước mặt lăng chiến nói, cha. Có thêm gốc ô sâm vương ngàn năm này mới có thể tăng nhanh tốc độ đột phá kinh mạch. Lăng chiến như lấy được trí bảo tiếp nhận ô sâm vương nói, vật này, con ở đâu lấy được? Ngay cả linh thảo đường cũng rất ít xuất hiện ô sâm vương ngàn năm A-Hát Ô sâm vương 500 năm trở xuống vẫn thường thấy Nhưng vượt hơn 500 năm thì rất ít thấy Mà ngàn năm thì càng thêm chân quý Lăng tiếu đáp, lấy của gia gia, lăng chiến ngần người Cười khổ nói, tiểu tử Ngay cả gia gia mà con cũng dám gõ Sau đó hắn nhìn nhìn ô sâm vương trong tay nói Hãy để con dùng đi Trước khi đột phá tới cấp huyền giả cha lấy chỉ vô dụng, hắn biết ô xâm vương chân quý. Có được khả năng mở rộng kinh mạch cùng tăng huyền lực kéo dài tuổi thọ. Nhưng nó không khả năng đả thông kinh mạch thôi. Vì vậy hắn đành cự tuyệt. Lăng tiếu ngăn cản, cha. Cha lưu trữ. Mỗi lần trùng minh dùng một ít. Phối hợp tam phân quy nguyên khí sẽ đạt được hiệu quả không tưởng được. Tối hôm qua con dựa vào ô xâm vương mới đột phá võ đồ. Trở thành huyền giả, lăng chiến không hề hoài nghi lời nói của nhi tử thoáng do dự trân trọng cất kỹ gốc ô xâm vương lăng tiếu rời khỏi thư phòng của phụ thân trực tiếp đi vào nội viện gia tộc ngày hôm qua hắn đã lấy được đặc quyền trở về nội viện cho nên hắn đi vào cổng lớn không còn chút trở ngại đi tới trước luyện võ trường các thiếu niên cùng thiếu nữ lăng gia đang luyện công vẻ mặt sùng bái nhìn lăng tiếu chỉ riêng lăng trí trong mắt hiện lên vẻ ghét hận. Lăng tiếu cũng không ngừng lại. Đi thẳng tới lầu các phía nam. Sau đó dừng lại trước một tòa lầu ba tầng. Trên cửa lầu các có một tấm biển rồng bay phượng múa. Khắc ba chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ, huyền kỹ các. Ba chữ mơ hồ tản ra khí tức huyền ảo xảo diệu. phảng phất như bên trong ẩn chứa huyền cơ nào đó. Kiếp trước lăng tiếu vốn là cao thủ tiên thiên tuyệt đỉnh ánh mắt phi phàm liếc mắt nhìn ba chữ kia thân hình chấn động hắn đã nhìn ra người khắc ba chữ kia tuyệt đối là một võ giả cường đại mỗi nét chữ ẩn chứa khí thế lạnh thấu xương hắn giống như thấy được một gã võ giả cường đại đang cầm trường thương không ngừng huy vũ chớp động một loại ảnh tượng huyền diệu tựa hồ xâm nhập trong đầu hắn chợt lóe lướt qua một thanh âm già nua từ trong lầu các truyền gia ngươi có thể xem hiểu ba chữ kia lăng tiếu hướng trong lầu hành lễ tiếp theo thản nhiên nói ba chữ kia dùng thương điêu khắc thành bỗng nhiên trong lầu các truyền gia thanh âm người rất không tệ vào đi lăng tiếu cũng không do dự bước vào bên trong nơi này là huyền kỹ các của lăng gia chứa đựng bí tịch bí điển của mười mấy đời tiền bối lăng gia lưu lại lầu một là hôi giai huyền kỹ lầu hai là hoàng giai huyền kỹ lầu ba cất bí tịch gì chỉ có các trưởng lão biết được lăng tiếu có tư cách đi lên xem huyền kỹ công pháp trên lầu hai trong này bản thân lăng tiếu đã có không ít vũ kỹ mục đích hắn đến nơi đây chính là muốn tham khảo một chút huyền kỹ nơi này cùng uy lực vũ kỹ của bản thân hắn có gì khác nhau đồng thời cũng muốn học thêm chút tri thức dù sao kỹ nhiều không thiệt thòi mà thôi hồi giai huyền kỹ là công pháp cấp thấp nhất cũng là nơi chứa công pháp nhiều nhất công pháp chất đầy trên giá sách của lầu 1. Lăng tiếu tùy ý đi dạo một vòng. Không phát hiện có huyền kỹ gì đặc biệt. Lúc này mới lên lầu 2. Vừa lên lầu 2, chỉ thấy một lão giả đang ngồi trên ghế thái sư thưởng thức trà. Thoạt nhìn lão giả đã hơn trăm tuổi. Trên thực tế đã là 143 tuổi. Gương mặt tràn đầy nếp nhăn. Tản ra khí tức thương tang già lão thân mình câu lũ tựa hồ không chịu nổi một cơn gió thổi qua chỉ riêng trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên vài tia tinh quang không dễ dàng phát giác lăng tiếu thoáng chấn động sau đó cung kính khom người nói gặp qua thái thượng trưởng lão lão giả kia chính là lăng gia thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão nhìn lăng tiếu ánh mắt chợt lóe ngữ khí có chút kích động tiểu tử ngươi lại trở thành huyền giả sao quái tai quái tai chẳng lẽ lúc trước ta trông nhầm lúc trước là do hắn khẳng định lăng tiếu không còn khả năng trùng tu huyền lực ngoại trừ có được đan dược nghịch thiên ngoài ngũ giai chẳng lẽ tiểu tử này dùng đan dược ngũ giai điều này hiển nhiên là không thể nào trong vẫn thạch thành muốn tìm một viên đan dược tam giai còn muôn vàn khó khăn đừng nói tới tứ giai hoặc ngũ giai đồ vật đó đối với bọn họ xa không thể chạm tiểu tử nói mau làm sao ngươi có thể trùng tu huyền lực? Thái thượng trưởng lão kích động đứng lên hỏi. Lăng tiếu đương nhiên không đem bí mật về tam phân quy nguyên khí nói ra. Phải biết rằng thất phu vô tội. Mà ngọc mắc tội ai cũng biết rõ đạo lý. Ta cũng không biết. Đột nhiên tu luyện tự hồ lại tu luyện ra huyền lực. Lăng tiếu xòe hai tay vẻ mặt vô tội nói. Thái thượng trưởng lão nháy mắt đã đi tới trước người lăng tiếu. Một tay nắm lấy cánh tay hắn. Lăng Tiếu còn chưa kịp phản ứng đã bị nắm tay. Không khỏi thầm hô lão nhân này nhất định là siêu cấp cao thủ. Thái thượng trưởng lão thoáng trầm tư, đi quanh Lăng Tiếu một vòng. Lẩm bẩm, quái lạ, quái lạ, lại khôi phục cả 12 kinh mạch. Hơn nữa lực lượng còn phi thường thuần túy, không giống tu luyện ma công. Quả thật không sao tưởng tượng nổi. Thôi, thôi, nếu là cơ duyên của tiểu tử ngươi cũng là phúc của lăng gia ta sẽ không ép hỏi ngươi thái thượng trưởng lão nói một câu sau đó quay về ngồi xuống ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần lăng tiếu đi về hướng giá sách đặt huyền kỹ trên lầu hai đều là hoàng giai công pháp so với hôi giai công pháp cao hơn một bậc uy lực mạnh hơn gấp mấy lần số lượng ít hơn lầu một rất nhiều nơi này chỉ có gần trăm quyển mà thôi lăng tiếu đi tới giá sách tiện tay cầm lên một quyển hoàng gia hòa hệ công pháp liệt viêm quyết quyển công pháp này yêu cầu đạt tới huyền sĩ giai thích hợp huyền sĩ hỏa thuộc tính tu luyện tổng cộng chia làm tam quyết mỗi quyết uy lực bất phàm lăng tiếu tùy tiện lật xem một chút sau đó thả lại tại chỗ cầm lên quyển bên cạnh hoàng giai thủy hệ công pháp ngũ lãng điệp triều đồng giảng cũng yêu cầu đạt tới huyền sĩ giai Võ giả thủy hệ mới có thể tu luyện. Lăng Tiếu nhìn xem mấy quyển, đều là công pháp ngũ hành hoàng giai, kim mộc thủy hỏa thổ. Những công pháp này đối với hắn mà nói tạm thời không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Lúc hắn đang định xoay người rời đi, lại phát hiện ở trong góc đặt một quyển sách khá cũ nát. Lăng Tiếu tò mò đi tới cầm lên xem. Không ngờ là tàn quyển, Lăng Tiếu tùy ý lật ra xem. Lại phát hiện chỉ có vài tờ giấy so với những công pháp khác còn thiếu thật nhiều thuyết minh. Nguyên lai chỉ là một tàn quyển, hắn lật lại từ đầu nhìn xem. Bên trong chú giải, cấp bậc không rõ, thuộc tính không rõ kim cương ngũ biến quyết, Lăng Tiếu lật xem qua một lần. Lẩm bẩm, lại có thể tu luyện từ huyền giả giai. Là một quyển công pháp phòng ngự, chỉ tiếc chỉ có hai biến. Dù tu luyện ra được chỉ chịu đựng một kích của huyền sĩ giai đỉnh, tạm dùng xem như không tệ nhưng không biết ba biến về sau có tác dụng phòng ngự tới trình độ nào lăng tiếu lại nhìn xem một lần sau khi ghi nhớ trong đầu không quên mới chuẩn bị rời đi trước khi đi hắn không quên hành lễ với thái thượng trưởng lão vẫn đang ngồi nhắm mắt sau khi hắn rời khỏi thái thượng trưởng lão hé mắt lẩm bẩm hy vọng tiểu tử này có thể mang theo nhiều kinh ngạc cho ta chuyện lăng tiếu trở về nội viện chỉ sôi nổi vài ngày cuối cùng bình tĩnh lại lăng tiếu không hề chú ý tới việc này mỗi ngày chỉ chuyên tâm tu luyện không biết mệt mỏi ngoại trừ mỗi đêm dùng tam phân quy nguyên khí ngưng tụ huyền lực ban ngày phần lớn thời gian tu luyện kim cương ngũ biến quyết những thời gian còn lại chạy tới thư các nội viện tìm đọc về lịch sử cùng tri thức tương quan tới đại lục này tăng trưởng thêm hiểu biết nơi đây trước mắt lăng tiếu chỉ biết hai biến trước của kim cương ngũ biến quyết thứ nhất là luyện bì thứ hai là luyện cân luyện bì đầu tiên cần đem các bộ vị trên thân xác cường hóa khiến thân thể cứng rắn tới mức tận cùng điểm này có kết quả tương tự như thiết bố sam cùng kim trung cháo mà lăng tiếu biết được kiếp trước kiếp trước lăng tiếu tu luyện võ công của niếp phong nhưng không luyện ngoại công phòng ngự hiện tại hắn cần tu luyện kim cương ngũ biến quyết mục đích là vì muốn bảo vệ mình trước khi đạt đủ thực lực như vậy sẽ có điều dựa vào Ít nhất đối mặt với cao thủ thực lực mạnh hơn vẫn còn có chút thủ đoạn bảo mạnh. Không tới mức mặc người chém giết. Liên tục năm ngày buổi sáng Lăng Tiếu tiến hành vận động thân thể thật lớn. Tỷ như đeo vật nặng chạy bộ, nhảy cóc, hít đất vân vân. Đến buổi trưa khi mặt trời lên cao, hắn lại cởi áo phơi nắng suốt hai canh giờ. Sau đó nhảy vào nước lạnh ngâm mình. Cuối cùng lại thừa nhận ngoại vật công kích đây là những yêu cầu cơ bản trong luyện bì có thể nói đây là một loại pháp môn tự ngược rất nặng nề hiện giờ lăng tiếu trải qua hơn một tháng tu luyện đã trở thành huyền giả đê giai thân thể càng thêm cứng rắn trải qua mấy ngày luyện bì toàn thân càng thêm cường tráng làn da đen đến tỏa sáng làm người ta có cảm giác tràn ngập sức sống vô cùng khỏe mạnh tinh thần giữa trưa ngày thứ sáu Lăng tiếu vẫn như trước. Đó đứng trung bình tấn. Cởi trần. Hai tay vươn phía trước cầm theo hai thùng nước tràn đầy. Phơi nắng dưới ánh mặt trời chói trang. Không bao lâu sau. Hai thùng nước gợn sóng. Tựa hồ muốn tràn ra. Chỉ thấy lăng tiếu vẫn kiên trì cắn răng chịu đựng. Hắn nhìn vào thân ảnh mình phía trước. Trong lòng hô to, kiên trì, tiếp tục kiên trì, sắp được hai canh giờ rốt cục khi thân ảnh đã từ từ chuyển tới vị trí đã định tâm thần hắn buông lỏng thùng nước văng ra chút ít lăng tiếu xoay người đi tới hai bước cầm thùng nước đổ vào trong thùng gỗ lớn sau đó nhảy vào trong thùng gỗ tư lăng tiếu vừa nhảy vào thùng gỗ trong mơ hồ nghe thanh âm thật khẽ phát ra ngay sau đó thần sắc hắn biến đổi nhịn không được hít sâu một tiếng Giờ khắc này, thân thể cháy bỏng của hắn phát ra thanh âm khi rơi vào nước lạnh. Cũng giống như một thanh thép đỏ bừng bị ném vào trong chậu nước. Lăng Tiếu cắn răng, thân thể vận chuyển kim cương ngũ biến quyết tiến hành tu luyện. Dần dần vẻ mặt hắn thả lỏng xuống, không còn loại biểu tình đau khổ như trước đó. Một lát sau, Lăng Tiếu nhảy ra khỏi thùng, miệng quát khẽ, thật sự là đau chết lão tử không có việc gì lại tự tìm tai vạ. Vì sao lại tuyển chọn tu luyện công pháp này? Nếu làm cho người ta chứng kiến bộ dáng này của ta. Còn tưởng rằng ta là tự ngược cuồng đi, oán giận thì oán giận. Nhưng hắn là người thật cuột cường. Chỉ cần đã tuyển chọn con đường sẽ đi tới cuối. Theo từng ngày trôi qua, Lăng Gia Nghênh đón ngày hội lớn của gia tộc. Mỗi năm gia tộc sẽ chắc thí một lần. Ba ngày sau buổi lễ được cử hành trong luyện võ trường nội viện. Nếu liên tục hai năm thực lực không gia tăng, sẽ bị đưa ra nội viện, an bài ra ngoài đi quản lý kinh doanh cho lang gia, hoặc đảm đương vũ vệ bảo hộ của cải của gia tộc. Địa vị trong lang gia sẽ xuống dốc không phanh, hoặc là trước 20 tuổi không đột phá huyền giả cũng sẽ bị điều ra ngoài. Có thể thấy được lang gia thật xem trọng võ học. Đây cũng là nguyên nhân địa vị của Lăng Gia luôn đứng tên Lý Gia cùng La Gia tại Vẫn Thạch Thành. Lăng Tiếu cũng không quan tâm tới việc này. Tự hồ không quan hệ gì tới hắn. Vẫn không ngừng tu luyện. Có dỗi rảnh lại chỉ dạy cho Bạch Vũ Tích tu luyện. Tuy rằng Bạch Vũ Tích luôn luôn xem Lăng Tiếu là thiếu gia. Nhưng Lăng Tiếu chưa từng xem nàng là tỷ nữ. Ngoại trừ để nàng hầu hạ một chút cuộc sống sinh hoạt thường ngày đơn giản những việc nặng khác hắn cũng không để nàng làm hiện tại hắn quay về nội viện gia tộc cũng an bài bốn người hầu cho hắn hai nam bộc cùng hai tỳ nữ lăng tiếu để mẫu thân mộng tích vân sắp xếp công việc cho bọn họ cho nên hiện giờ thời gian nhàn rỗi của bạch vũ tích cũng khá nhiều trong lòng lăng tiếu đã sớm có dự định để bạch vũ tích làm thiếp thân nha hoàn cho hắn cả đời hắn cũng không muốn để vị muội muội kết nghĩa này trở thành sủng vật cho nam nhân khác hắn là một nam nhân bình thường thích nữ nhân là chuyện đương nhiên nhất là nữ nhân càng xinh đẹp thì càng muốn lấy làm của riêng cho nên hắn lựa chọn ích kỷ trừ phi một ngày nào đó bạch vũ tích yêu nam nhân khác có lẽ hắn sẽ buông tay nhưng hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh có nam nhân nào e ngại mình có thật nhiều nữ nhân đâu kỳ thật lăng tiếu cũng không hiểu rõ nỗi lòng của bạch vũ tích Nàng đã tuyển định Lăng Tiếu làm thiếu gia chọn đời nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, trừ phi nàng đã chết. Lăng Tiếu vốn dự định truyền nội công Tâm Pháp Tam phân Quy Nguyên Khí cho Bạch Vũ Tích. Nhưng đây là loại công pháp phi thường bá đạo, không thích hợp cho nữ tử tu luyện. Suy đi nghĩ lại hắn cấp cho nàng tu luyện bộ nội công Tâm Pháp Thủy Nguyệt Thần Công chuyên dùng cho nữ tử tu luyện kiếp trước. Sau đó lại dạy nàng một bộ Thủy Nguyệt Kiếm Pháp phòng thân bộ công pháp này do Thủy Nguyệt Sư Thúc của hắn nghĩ ra. Thủy Nguyệt Sư Thúc là cao thủ bất thế tiếp cận lão quỷ sư phụ của hắn. Cả đời Sư Thúc chỉ thu một nữ đệ tử. Đáng tiếc lại bị quỷ môn giết chết. Trong cơn giận dữ Thủy Nguyệt Sư Thúc dựa vào Thủy Nguyệt Kiếm Pháp giết chết 12 tiên thiên cao thủ của quỷ môn. Cho tới khi môn chủ quỷ môn đích thân chạy đến mới khiến cho Thủy Nguyệt Sư Thúc dừng tay. Từ đó về sau Sư Thúc không còn thu đồ đệ vì vậy đem khẩu quyết công pháp cùng kiếm pháp truyền cho lăng tiếu nói là làm quà gặp mặt cho lão bà tương lai của hắn ôi một thanh âm thanh kêu lên sợ hãi lăng tiếu phục hồi lại tinh thần nhìn thấy bạch vũ tích ngã dưới đất cao mày bộ dạng thật khó chịu vội vàng đi tới vũ tích làm sao vậy vũ tích miễn cưỡng cười nói thiếu ra tôi tôi không sao đáp một câu nàng chuẩn bị đứng lên ai ngờ dưới chân lại đau đớn làm thân thể nàng chợt lảo đảo lại muốn té xuống cẩn thận lăng tiếu chợt lóe nhanh chóng đem nàng đỡ lấy có phải chật chân hay không luyện võ không thể quá gấp gáp lăng tiếu quan tâm nói nhưng bạch vũ tích lại cúi đầu không đáp lời của hắn lăng tiếu vừa nhìn phát hiện tay mình đang ôm trước ngực nàng khó trách lại cảm thấy thoải mái như thế lăng tiếu xấu hổ cười có chút lưu luyến rút tay nói thật thật xin lỗi không không có việc gì bạch vũ tích đỏ mặt nhỏ giọng đáp ngồi xuống cho tôi xem thử có phải bị chật chân hay không lăng tiếu nhanh chóng chuyển đề tài trong lòng thầm hô co giãn thật tốt lăng tiếu cởi dày nàng nhìn mắt cá chân sưng đỏ đau lòng nói bị sưng rồi không sao tôi đi lấy nước lạnh cho cô đắp vào xoa một chút sẽ vô sự. Lăng tiếu nói một câu sau đó đứng dậy đi lấy nước. Thiếu gia, thật tốt, trong lòng bạch vũ tích yên lặng nói. Lăng tiếu bưng nước tới đem chân bạch vũ tích ngâm một lúc. Sau đó truyền huyền lực xoa cho nàng tiêu sưng. Không bao lâu mắt cá chân đã không còn sưng như trước. Lăng tiếu tỉ mỉ giúp nàng mang giày. Dặn dò, tốt lắm. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Cô đã tọa cẩn thận ngày mai hẳn không còn việc gì, Bạch Vũ tích gật đầu. Đỏ mặt nói, cảm ơn thiếu gia, lăng tiếu cười cười. Vừa định nói chuyện trong phòng chợt truyền ra thanh âm kêu to. Ha ha, lại phá tan, thanh âm từ thư phòng truyền đến. Đó chính là tiếng hô của lăng chiến. Mấy ngày nay lăng chiến bế quan tu luyện đột phá kinh mạch. Đây là lần thứ năm hắn phá tan được kinh mạch bị tắt nghẽn lăng chiến tinh thần phấn chấn đi ra phòng vẻ mặt tỏa sáng so với dáng vẻ lôi thôi lúc trước đã khác nhau một trời một vực mộng tích vân thần tình vui sướng đi tới trước mặt chồng mang theo ngữ khí kích động hỏi chiến ca huynh trở thành võ đồ ngũ dai sao lăng chiến nhìn thê tử gật đầu nói phải ta đã phá tan kinh mạch thứ sáu tin tưởng qua thêm một tháng sẽ trở thành huyền giả như vậy tốt quá Mộng Tích Vân kêu lên. Bà nằm mơ cũng không dám nghĩ nhi tử cùng trượng phu có thể trùng tu huyền lực. Rốt cục gia đình họ có thể thoát khỏi lời châm chọc, phụ tử phế vật. Trong lòng bà cảm thấy vạn phần tự hào. Bao nhiêu ủy khuất trong những năm nay như tan thành mây khói. Tích Vân, mấy năm nay uất ức cho muội. Ta thể sau này không bao giờ cho muội phải chịu uất ức như vậy. Nữa, Lăng Chiến nắm tay thê tử trịnh trọng tuyên bố. Lăng chiến phá tan đạo kinh mạch thứ sáu. Người một nhà đều phi thường cao hứng. Mộng tích vân càng là đặc biệt phân phó người hầu làm một bữa tiệc phong phú để chúc mừng. Hy vọng lăng chiến sớm ngày trở thành huyền giả sau khi ăn xong. Lăng chiến gọi lăng tiếu vào thư phòng. Nhi tử. Cảm ơn ngươi. Lăng chiến nặng nề vỗ vỗ bả vai lăng tiếu cảm kích nói. Lăng tiếu khoát tay nói cha. Ngươi là cha ta không có ngươi sẽ không có ta cần gì nói cảm tạ người một nhà không nói hai lời khách khí rồi lăng chiến vui mừng nhìn nhi tử nhẹ thở dài một cái nói ta cho rằng cả đời này sẽ trôi qua một cách mơ mơ màng màng chưa từng nghĩ tới có một ngày lại có thể tu luyện huyền lực chuyện này đối với võ giả chẳng khác nào cho ta tánh mạng lần thứ hai chỉ cần có thể lần nữa tu luyện lại thực lực đỉnh phong trước kia thì ta cũng không còn mong gì hơn nữa nói đến đây hắn dừng một chút nhìn lăng tiếu nói tiếu nhi người khác với cha nếu tiên nhân đã chọn chúng ngươi làm đồ đệ vậy thì chứng minh ánh mắt tiên nhân sẽ không sai tương lai của ngươi so cha so với bất cứ người nào trong lăng gia trong vẫn thạch thành đều sẽ đi xa hơn cho nên ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện Chớ cô phụ kỳ vọng của tiên nhân đối với người A-Hát. Lăng Tiếu nghe phụ thân nghiêm túc dạy bảo cũng không phản bác. Rất thuận theo gật gật đầu nói, cha. Người yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Không cô phụ cha, không cô phụ kỳ vọng của tiên nhân đối với ta đâu. Như vậy cũng tốt. Đúng rồi, ba ngày sau chính là gia tộc chắc thí. Người phải biểu hiện cho tốt để những gia hỏa xem thường hai cha con chúng ta toàn bộ câm miệng lại. Lăng chiến dặn dò. Vâng, cha, lăng tiếu gật đầu nói. Ba ngày, đảo mắt đã qua. Chắc thí mỗi năm một lần của lăng gia chính là cử hành vào hôm nay. Sáng sớm, trên luyện võ trường to lớn đã đứng đầy hơn 100 thiếu niên tuổi chừng 12 đến 20. Những thiếu niên này đều là tử tôn đời thứ 18 của lăng gia. Có trực hệ cũng có chi thứ chỉ cần có thể thông qua khảo thí thì bọn hắn đều sẽ là trụ cột tương lai của lăng gia bất kể là trực hệ hay chi thứ đều sẽ có được đãi ngộ như nhau hoặc là tiếp tục lưu lại nội viện hoặc là bị điều động ra ngoài làm việc giờ phút này tất cả mọi người trên luyện võ trường chia làm ba bộ phận một bộ phận là ủng hộ đoàn do đích tôn tộc trưởng lăng lệ cầm đầu một bộ phận khác là ủng hộ đoàn do đích tôn nhị trưởng lão lăng khuông cầm đầu bộ phận thứ ba là các đệ tử chi thứ dùng lăng hổ thực lực mạnh nhất cầm đầu ba bộ phận này lấy ủng hộ đoàn do lăng khuông cầm đầu là nhiều nhất cơ hồ chiếm hơn phân nửa tiếp theo ủng hộ đoàn của lăng lệ cuối cùng mấy người lăng hổ là ít nhất ở đại lục dùng thực lực mà nói chuyện này tất cả thế gia đều tôn sùng vũ lực lăng gia cũng không ngoại lệ hôm nay Lăng Khuông là võ giả xuất sắc nhất đời thứ 18 ở độ tuổi dưới 20. Dùng 19 tuổi thành tựu huyền sĩ đê giai, cho nên rất được những người khác ủng hộ, Lăng Lệ cũng không yếu. Hiện giờ 18 tuổi, thực lực huyền giả cao giai, có hy vọng trước 19 tuổi đột phá huyền sĩ đê giai. Trong khảo thí năm trước bài danh vị thứ ba, lại thêm là cháu ruột tộc trưởng nên người ủng hộ không ít, về phần lăng hổ. 19 tuổi. Thực lực huyền giả trung giai. Tuy rằng chỉ có thể xếp hạng thứ năm trong đời 18. Nhưng hắn lại là người xuất sắc nhất trong chi thứ. Tất cả đệ tử chi thứ đều lấy hắn làm tấm gương cả. Người ba ủng hộ đoàn tụ cùng một chỗ. Càng không ngừng bắt chuyện trao đổi với nhau. Mỗi người hoặc là kinh hỷ hoặc là khẩn trương. Kinh hỷ chính là khảo thí mỗi năm một lần đến khẩn trương chính là không biết bản thân có thể thuận lợi thông qua khảo thí hay không các ngươi nói khảo thí hôm nay lăng khuông đại ca có thể đạt được đệ nhất tiếp không hắn đã liên tục hai năm đạt được đệ nhất rồi thật khiến người sùng bái a hát đây nhất định không cần nói nữa lăng khuông đại ca đã là huyền sĩ đê giai người mạnh nhất trong thế hệ này của chúng ta không phải hắn được đệ nhất thì còn ai nữa cũng đúng tuy rằng lăng lệ thực lực cũng rất mạnh đáng tiếc còn chưa đột phá huyền sĩ giai nhất định sẽ vẫn là bại tướng dưới tay lăng khuông đại ca thôi tuy rằng lăng lệ không nhất định có thể chiến thắng lăng khuông đại ca nhưng hiện giờ không phải có một người khẳng định có thể uy hiếp được lăng khuông đại ca sao đánh rắm ai có thể có thực lực này huyền sĩ giai có thể phóng huyền lực ra ngoài có thể tu luyện công phái thuộc tính hợp với bản thân uy lực vô cùng, cùng huyền giả giai có cách biệt một trời. Trừ phi người nọ cũng là huyền sĩ giai. Chẳng lẽ các ngươi không nghe nói trong gia tộc gần đây cũng có người đột phá huyền sĩ giai sao? Chẳng lẽ là Lăng Bân năm trước bài danh thứ hai sao? Đúng, chính là nàng. Mọi người nghị luận nhao nhao. Hiện trường hào khí cực kỳ náo nhiệt ồn ào. Lăng Tiếu chậm rãi đi đến, tùy tiện tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống trong ấn tượng của hắn. Trong đời 18 cũng không có ai có giao tình đặc biệt sâu. Hắn cũng chẳng muốn đi trò chuyện. Chỉ hy vọng khảo thí có thể nhanh lên tiến hành. Được một lát, chúng trưởng lão và một đám chấp sự trong nội các cuối cùng cũng đã đi ra. Tộc trưởng lăng thương đi đến trên đài cao ở chính giữa luyện võ trường. Hai tay thả lỏng phía sau. Uy nghiêm mười phần trầm giọng nói, hôm nay lại đến khảo thí mỗi năm một lần của lăng gia chúng ta. Hàng năm hôm nay đều là thời khắc nhìn thấy thực lực các ngươi tăng lên. Yêu thắng nhược là pháp tắc sinh tồn tự nhiên. Cho nên lưu lại hay đi đều nắm giữ ở trong tay các ngươi. Quy tắc ta cũng không nói nữa. Cũng như trước kia, ta hiện giờ muốn tuyên bố chính là năm tên đệ tử lăng gia đạt được top 5 năm nay có thể tham gia tỷ thí giữa các đại gia tộc vẫn thạch thành cuối năm nay. Lăng thương vừa nói đến đây dưới đài liền một mảnh xôn xao, vẫn thạch thành tất cả lớn nhỏ tổng cộng có 10 thế gia. Mỗi 3 năm sẽ cử hành một lần tỷ thí giữa lớp trẻ. Dùng đó để chứng minh tiềm lực tương lai của các đại thế gia. Đồng thời các gia tộc sẽ xuất ra ban thưởng phong phú. Đệ tử có thể lấy được thành tích tốt không những có thể làm vẻ vang thay gia tộc. Càng có thể đạt được ban thưởng. Những phần thưởng này đều là huyền kỹ linh dược hoặc là binh khí thượng phẩm có trợ giúp tu luyện. Yêu cầu tỉ thí là đệ tử dưới 25 tuổi. Lăng thương đè ép thanh âm. Tiếp tục nói đồng thời. Đệ tử top 5 sẽ được các trưởng lão tự mình chỉ điểm. Được đãi ngộ ngang với chấp sự nội viện. Hơn nữa thái thượng. Trưởng lão sẽ từ trong năm người chọn lấy một người làm đệ tử. Wow! Tất cả mọi người đều khi hô không phải là vì được các trưởng lão tự mình chỉ điểm cũng không phải vì được đãi ngộ ngang với chấp sự nội viện khiến bọn hắn kinh ngạc nhất chính là câu thái thượng trưởng lão sẽ từ trong năm người chọn ra một người làm đệ tử thái thượng trưởng lão ở lăng gia có địa vị trí cao vô thượng là một vị có thực lực thâm bất khả chắc nhất lăng gia uy tín của hắn ở lăng gia còn trên cả tộc trưởng ở vẫn thạch thành càng có uy danh hiển hách mười năm trước từng có một gã linh sư trung giai từ bên ngoài đến rõ ràng dám đến khiêu khích uy nghiêm của lăng gia. Lúc ấy chúng trưởng lão lăng gia cũng không phải đối thủ của tên linh sư kia. Cuối cùng bị thái thượng trưởng lão một chiêu đánh thành thịt vụn. Từ đó về sau không người nào dám khiêu khích uy nghiêm của lăng gia nữa. Dù là hai đại gia tộc lý, là cùng lăng gia nổi danh đều kiên kỵ ba phần đối với vị thái thượng trưởng lão này của lăng gia chỉ cần lăng gia thái thượng trưởng lão còn đây một ngày địa vị của lăng gia sẽ không bị bất luận cái gì nguy hiếp có thể nghĩ có thể trở thành đệ tử của thái thượng trưởng lão là vinh quang cỡ nào đáng vui mừng cỡ nào không chỉ địa vị ở lăng gia từ nay về sau cao cả mà còn được thái thượng trưởng lão truyền thụ pháp môn tu luyện đến lúc đó muốn không biến cường cũng kho a à. Nếu thấy video này hay, hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung. Ấn link, ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.